Em hát tặng anh nha. Hát thì hát, đừng có tặng tùm lum tùm la. Lòng tôi nghe đu đưa mấy nhịp mà cáo chê. Quá. Mày hát câu gì câu đầu? Hát lại coi. Cái gì của tôi? Lòng tôi. Cái gì? Lòng. Nhưng lòng. Mà tiếng miền Trung gọi là lòng. Cái đó là cái gì? Lòng. Đó là cái làng á. À cái làng hả? Ở ngoài Quảng Nam. Tự nhiên nghe nói. Rồi, hát đi em ơi. Su chị đi mê chị đi, kêu mê chị đi mê chị đi, su chị đi mê chị đi. Lòng. Đó. Cái đó đó. Bà đổi ca về cái tiếng mà cái tiếng Quảng Nam của người ta. Bà chị tiện đồng cả đi, bởi vì dị ứng cái chữ đó. Trời ơi. Thôi bây giờ mày ra sớm tôi đi. Nè không. Cái lòng tôi. Sớm tôi. Để hai chữ đời hát bằng giọng Sài Gòn xong rồi. Ờ đúng rồi, trời mày hát ghê ghê của mày ơi. Chị đi mê chị đi. Làm tôi nghe đu đưa mái nhịp mà cậu chê. Đúng rồi. Ê, nói nghe nè. Ê, ở nhà mày không đủ hả? Mày còn đi qua làng bên nữa. Là cái gì? 52 quý vị ơi. Ờ đúng rồi, đi ai má ơi. 52. Rồi bây giờ xin mời những người đẹp, người bí ẩn xuất hiện. Vâng, mời tất cả những người đẹp của Đi Tìm Ẩn Số. Trời ơi má ơi, có một con đẹp, ba con kia sao nó giống như chết châu gì trời. Dán rồi, đứng im luôn đi ạ, đứng im. Rồi 1, 2, 3, 4, anh chọn nào? Bé Năm. Vâng, mời bé Năm đứng lên. Đó, 30 chưa gọi là Tết nha anh. 1, 2, 3, dở ra. Khoan, anh đón là bao nhiêu ạ? 50 anh cũng vui, ý anh nói vậy đó, 50 anh cũng vui. Ok. 200.000 đồng. Rồi, xin mời em. Mấy đứa xấu đó, anh vô trọng lành quà đi, mấy đứa xấu nó sẽ nhận được cái gì. Rồi coi. Mở nhiều. May mắn là sao? Lần sau. Thôi, người ta không chọn. Rồi, ok. Rồi, 50. Rồi, xin mời ba người vô à. Rồi, xong à, cứ tu cái gì. Dạ, mời anh vô trong. Trời ơi, sao em bạc đại với con em quá. Cái gì? Em phải cho con của em được chứ. Trời, má chán ghê, trễ giờ rồi, đi vô đi rồi. Trễ giờ rồi chị ơi. Ôi, cái gì? Gửi ra. Nhưng mà bây giờ muốn gửi không? Rồi, nó nói mày nè, mày này nhiêu? May mắn lần sau. May mắn. 200 rồi, 50. Này còn 100 với ai mà không biết, đi vô. Vô. Không phải 100. Chưa nhiều. Nhưng mà bây giờ tao cũng muốn gửi nữa, trễ giờ rồi. Gỡ. Tao nỉ luôn, đang nỉ mẹ. Không phải đâu, không phải 100. Tao gỡ. Rồi bây giờ gỡ đi. Trời chán cho sợ, thôi vô số đi. Rồi. Gỡ. Tao nói. Rồi gỡ đi. Nè. 1. Rồi bây giờ bắt đầu giờ số quý vị ơi. Mình có vét cho tay mình vui lòng mình. Rồi bắt đầu giờ số. Đi vô lẹ là trễ giờ của người ta. Giờ, lấy vô. Đi à. Đi. Đi dạ, đưa cho. Đâu bây giờ nè. Đưa cho Thảo cầm đi. Thảo cầm. Rồi cầm Thảo. Thảo cầm đi. Rồi gỡ ra đi cưng. Sống với nhau và ở bên nhau nha. Rồi xin ok. Cảm ơn hai em. Cảm ơn hai em à. Rồi nhưng mà bây giờ chị Phụng ơi, hai bạn này xong rồi đúng không? Ừ. Tới em. Oh. Bảo. Cho. Lên đây. Bảo lên đây. Trời ơi, đừng có ép người ta. Bảo có dám lên không? Bảo lên đây. Hồi nãy các thi đưa chuyển khoản rồi đó. Mẫu nách quá má ơi, mẫu nách quá, lẹ đi mẹ, mẫu nách quá. Bây giờ đây. Có cần cổng không? Phải có cái cổng bây để giờ mới nè, ra nha. Có cái bảo cổng này thì... Mẫu nách quá mẹ. Lẹ đi má ơi. Bực bội quá trời. Dạ kính thưa quý vị. Cái cổng nè. Lẹ đi má. Tình cảm lên, nói tình cảm lên đi. Bảo. Bảo nói trước đi. Bảo quen Thi. Và từ lúc mà đầu tiên Bảo nhìn thấy Thi, Bảo có hứng thú như thế nào mà Bảo quen Thi vậy? Thật sự là Bảo và Thi quen nhau cũng gần 20 năm rồi mọi người. Ngày trước Bảo với Thi còn ở dưới quê á, ở dưới Bến Tre quê Bảo á, Bảo rủ Thi về. Thì đêm đó đó, ở buổi chiều đó, hai đứa đi câu cá. Câu cá bóng dừa. Bóng. Tưởng tượng đây nè, tưởng tượng ngay chỗ này là cái gốc dừa nè. Tán dừa xả xuống, gió đu đưa nhẹ nhẹ, mát ơi là mát luôn vậy đó. Xong cái tự nhiên có cơn gió mạnh thổi qua. Cái Thi sợ Bảo lạnh. Thì mới ôm Bảo vậy nè. Nhưng mà đâu có ngờ gió thổi lên đọt dừa rớt cho dù khô lên đầu Thi.
Thì bị chấn thương sọ não luôn. Trời, chị đi bị chấn thương sọ não. Vậy là bà bị khùng, bà bị quan tưởng. Để tới chị. Ôi chết mẹ cái cổng quên. Dạ kính thưa quý vị, lúc đó các thi còn khờ khạo lắm. Đó thì góp cái vừa bị khùng đó. Rồi lúc đó các thi mới rủ Bảo đi câu cá. Thì Bảo lại quên cái cần câu. Thì Thi mới lấy cái cần câu của các Thi ra. Đúng rồi, chị Thi có cái cần câu bự lắm. Con nghĩ mẹ đi má. Rồi cảm ơn tương tác. Ba chán ba ghê. Không có mà, chị có mà. Ủa bây giờ hả? Không có ông Bảo về em kể cho chị nghe khúc đó coi. Cái lúc đó đó, Bảo mới thấy cái cần câu của em bự. Đúng rồi, đúng, bự. Cần câu của em bự lắm. Thì kệ nó đi. Chị biết mà. Chị câu cá chung em hay gì? Tiếp đi chạy, tiếp đi chạy, tiếp đi. Đại đi cái cổng quá kìa. Rồi xong rồi đó, Bảo mới thấy cái cần câu của em. Bảo chấp nhận làm con mồi để câu cá. Lúc đó em mới câu Bảo, mới câu Bảo vô, vô trong cái bụi mía liếu liều liêu. Vô bụi mía sóc dầm luôn. Sóc dầm không? Con nghĩ mẹ đi mía ra. Ôi, sao nghe nè, nó nghe. Đây, đây, đây mình ra đây coi. Ra đây coi. Kính thưa quý vị đang thấy hình ảnh này, quý vị sẽ liên tưởng tới cái câu chuyện gì? Đố quý vị, ai trả lời đúng được thưởng 200k. Ai trả lời giơ tay? Cộp trả lời. Ai trả lời chị? Bây giờ nè, nè, con đưa cho, dưới con đưa, đưa cho, đưa cho chú Cộp đi. À, đưa cho anh Boss đó đi con. À, Cộp. Em nhìn em, hình ảnh này, em, nhìn em liên tưởng tới cái gì? Nói. Con quỷ. Trời ơi, qua cái miệng thằng này con ta là quỷ ma liền. Không sai hả mẹ, sai hả? Bạn này sai rồi. Sai rồi, người khác. Người khác. Rồi, người khác. Ở dưới đây. Nè. Anh này với tay nè. Rồi con đưa đi, con đưa đi. Rồi đố bạn, bạn nhìn hình ảnh này, bạn sẽ liên tưởng tới cái gì? Cái gì hay con gì? Cái gì con gì cũng được. Gió mặt xệ. Trời nặng quá vậy. Trời ơi, qua cái miệng ba này ta. Cưng. Thôi bây giờ không hỏi nữa mà trả lời luôn. À vâng. Dạ. Quý vị nhìn hình ảnh này, quý vị sẽ liên tưởng tới bà bán thịt heo. Bà bán thịt heo. Và kính thưa quý vị, đây là một cái loại heo tai xanh. À, heo tai xanh, lỡ đúng. Mồm lông móng á. Đúng rồi, ra đây, nó nghe nè. Thấy ghê thiệt chứ. Bây giờ cưng mặc cái đồ này, cưng mặc đồ này cưng đang quá thân cái gì? Cô gái nhật á. đóng phim sệt. À, không có tin. Cái gì? Nhìn như vậy sao tin được? Sao tin được? Bây giờ thấy một điều quyến rũ hoặc là sexy cho mình, thấy cái sự sexy của người em đi. Làm được người yêu thương rồi sẽ đem giờ nên chào ngọc. Và xin chúc đời mãi tươi hồng, cùng vui chúc ngày Tết hương hà. Ôi gan ghê, không ăn dớ luôn. Ôi gan, gan. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ có làm quyến rũ được không? Không. Hồ Tử Vi, nó không làm quyến rũ được thì con thể hiện cho nó thấy đi. Cái sự quyến rũ của gia đình dòng họ khỉ đầu chó nhà ta. Chứ bộ bà nhìn mặt tôi chưa được quyến rũ hay sao mà cần phải làm nữa? Không nha má, nhìn má không có quyến rũ nha má. Nhìn má là mặt mà nè, nó nghe nè má. Má đứng má hát mà anh này nó nhìn má hoài nè. Thấy chưa? Tức là anh đã thấy sự đẹp của em đúng không? Không có má, má nhìn quá hoài á. Cánh má đường đi ra đường đánh chết mẹ má đó. Ủa nặng quá vậy? Có ra, ra có không anh? Bà nói vậy đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nó nghe nè. Nhìn cái hình nó đi nè, nhìn cái mỏ nè. Ôi nè. Nói trước rồi đó. Anh mà đúng một cái là chút xíu anh khỏi về luôn á. Em lên đầu nhà xe đứng đợi luôn á. Đúng rồi, cái chưa mỏ không? Cái mỏ nó chặn được cái cửa xe mà. Thôi nè, thôi bây giờ nè. Không, bây giờ nếu mà không nhìn thấy em quyến rũ, em sẽ làm cái gì cho người ta thấy em quyến làm rũ? Làm cái gì cho quyến rũ? Dễ thương. Dễ thương. Ok, con gái của mẹ làm dễ thương kìa kìa. Mày vừa làm, mày nói, vừa nói dễ thương, má áo đen nè. Ý ghê vậy. Rồi, bây giờ thể hiện đi. Thể hiện cái sự dễ thương của con gái. Camera tắt luôn đi. Zoom ra, zoom ra, zoom ra. Ok. Rồi, xích gần lại má. Xích gần lại. Để người ta tự zoom, mắc gì phải xích. Chuyên nghiệp lên. Trời ơi. Nhìn vô trước nè, cười duyên trước nè. Dạ, kính thưa quý vị, quý vị đang thấy trên màn hình LED, đây là hình ảnh của con khỉ đầu chó quang của quý vị nha. Nó không có một cái chỗ nương tựa. Và đặc biệt hôm nay, người đẹp Hồ Tử Vi sẽ thể hiện cái cách nhung lùa dễ thương cho quý vị thấy. Sang cảnh trước nè.
Trời ơi. Ờ nhìn sang quá nè. Sang bên kia thế giới á. Cười đó nè. Cười. Rồi gặp anh trai mà không thích nè. Ôi ôi. Ê nói nghe nào. Mặt mày mà khi dễ người ta xem thường người ta. Cái mặt mày nó ghê gớm lắm kìa. Thiệt luôn á. Nhìn mặt con giống như đi cái gì. Bị tai biến miền méo. Vậy chứ mà làm được không mày nói ta. Không, không làm được. Không làm được nhưng con Thảo làm được. Mày đi ra đây nhanh rồi. Không làm được con Thảo. Đây ra Thảo nè. Vui lên má ơi. Cái thì bắn số gặp mặt má chán nè. Đi. Nhìn nó giống như mấy đứa mà học sinh á có chữa. Rồi làm lại nè. Rồi làm lại. Đưa cái mặt ra, đưa cái mặt ra. Ôi đẹp nha. Trời cái mặt không có lỗ nhiều hết trơn. Rồi, rồi. Okay, nhìn. Ủa? Đừng có nhìn, đừng có nhìn. Như vậy là đi hát chưa? Mặt vui chưa mẹ, mặt vui chưa? Vậy là vui chưa? Rồi vui lên coi. Làm vui lên. Rồi mặt buồn cái, mặt buồn coi. 2 3. Trời ơi, nhìn cái môi nó quý vị biết để ý gì. Cái gì?